Xúc xích mà, xúc xích ngon mà. Hả? Đây là không ăn đồ ăn nữa ta. Ta thấy có trái sơ ri chín như cái trái ngoài kia không? Đấy. Đây có quả sơ ri chín rồi bạn. Con này ăn được rồi này. Ê, con hái đi. Hái tay chứ, hái tay chứ. Ôi chùa, té con, té, té. Qua đây, qua đây, qua đây. Đây, đây, đây. Này, đây có mỗi quả thôi, con leo qua đấy làm gì? Hả? Đây, qua đấy bạn nè. Ừ. À, con tự leo qua con hái hả? Ôi chùa, 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 chùa. Đây, thế leo từ từ. Đây, trái nó ở đây mà. Này. À, con muốn tự leo con hái hả? Đây sao? Đây. Đây. Ừ. Đó nè. Ừ. Ôi trời trời, rơi rồi. Đây, con. Đây. Con không con. Ừ. Trời ơi. Giòn sườn sực ha. Ừ. Con không? Nhà. Quá trời trời trái rồi. Cứ mỗi ngày ra hái 1-2 trái là được rồi. Đây. Để bác coi còn quả nào. Đây. Dạ, con ăn hết quả đó thì bà hái. Đấy. Thêm một trái đi. Ừ, con ăn hết đi, ăn hết đi, ba đưa cho trái này nữa. Đâu rồi, như rồi. Thơm coi. Ừ. Ôi trời. Nè, quả này chín hơn này, mềm hơn này, ngọt hơn này. Đây là kia còn mấy trái xanh xanh này, mấy hôm nữa là chín này, bon tha hồ ăn. Ừ. Sao bon tự ra đây bon hái ăn nha, nha, nha. Biết quả nào chín này tự ra hái ăn. Ừ. Đi, con đi vô nhà, đi vô nhà ba. Con lấy đồ ăn cho mấy em mèo nữa nè, mấy em mèo rồi bon uống sữa nhé. Con lên đây chơi với mấy em mèo nha, nha, chơi với bạn mèo nha. Để bạn đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nha. Để bon vào đây chơi nè. Ừ. Chuối của bon này, quả chuối hôm qua con ôm ngủ nè, đấy. Ừ, con ôm nhẹ nhàng thôi. Ừ. Ấm không? Ừ. Đây, con ôm nè, đấy. Đấy, con vào đây con chơi nha. Đấy, để ba đi chuẩn bị đồ ăn nha mấy đứa.
con ơi. Đây ăn trái cây rồi con. Đây, để ba chuẩn bị miếng xúc xích cho mấy em mèo này. Mấy em mèo mới đến mà ăn uống kém quá này. Con xuống đây ba. Ừ. Đây, con ăn nho nhé. Đây, con ngồi con ăn quả nho này đi. Để ba chuẩn bị xúc xích. Ừ. Nho to. Trời quả to đùng ha. Để ba bóc xúc xích cho mấy đứa ăn. Ngon không con? Ừ, ngon không? Sao đó con? Ừ, em chưa chuẩn bị xong nè. Đây, tí lên đây ăn chung nha. Đây, lên đây chơi chuẩn bị. Ừ. Thế con, ngon không? Ừ. Quả nho to đùng. Con ăn hết rồi hả? Để ba lấy thêm cho con nha. Đây. Đấy. Ừ. Con ăn từ từ. Ngon không? Ừ. Ba chuẩn bị mấy cái xúc xích này cho mấy bạn mèo. Con ăn từ từ con. Ngon không con? Ừ. Ừ. Ăn hết rồi hả? Đây, chỗ con ăn con xả lên người ba này. Này thấy chưa? Ừ. Đây. Con ăn đào không? Đây, quả đào to chưa? Từ từ đợi tí ba cắt đôi cho. Đấy, đấy. Ừ. Đây để ba cắt đôi cho này. Ừ. Từ từ, từ từ. Ừ. Đây. Ừ. Để ba gọt vỏ cho. Hơi dài nhiều. Rồi để tí ba dọn đi. Ừ. Từ từ để tí ba gọt xong đã. Ừ. Dạ dạ, từ 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 con. Đây. Trời, quả đào ngon như vậy mà con không ăn hả? Hả? Quả đào to đẹp như này mà sao bon không thích ăn? Ừ. Đấy, thấy không? Ngon quá trời mà này ba gọt sẵn rồi này. Ừ. Ôi trời, con không ăn hả? Không ăn thôi nha. Không ăn đây ba lấy nho cho ăn tiếp. Đây, quả nho to chưa? Đây. Ừ, con ngồi ăn từ từ nha. Để ba lấy xúc xích cho mấy bạn mèo tiếp. Rồi. Đây để ba bỏ lên cho mấy bạn mèo ăn nha. Đây. Đấy. Mèo đẹp. Ừ. Ừ. Cho con ăn con. Ừ. Đây để ba là cắt cho một dĩa khác này. Hả? Đây. Ừ, đây lên lên. Ờ. Con ăn con à. Ừ, thấy chưa? Mấy anh ăn ngon lành thấy không? Sao mấy đứa không ăn? Nè. Sao vậy con? Xúc xích ngon mà. Trời ơi đây. Con này. Hai đứa không đứa nào ăn chưa vậy? Hả? Sao đây? Hả? Buồn gì hả? Trời ơi. Đây. Ừ. Để xuống đây ba coi coi nào. Ừ. Sao? Cho bà con xúc xích. Ừ.
Xúc xích ngon mà. Này. Trời ơi. Sao mà không ăn con? Thế mấy bạn ăn ngon lành không hả? Thế mấy anh ăn ngon lành không? Thế hai đứa không ăn? Để coi nè. Để coi nè. Sao hai đứa không đứa nào ăn xúc xích hết vậy hả? Đây nè. Xúc xích ngon mà thấy mấy anh ăn ngon lành không? Ừ. Đây nè. Thấy chưa? Sao vậy con? Hả? Con có khó chịu chỗ nào không? Ừ. Khó chịu chỗ nào không? Đây ăn xúc xích. Trời ơi, ba lo lắng quá trời ơi, ngày xong mà sao không ăn? Sáng giờ đã ăn uống gì đâu? Ừ. Hai đứa nè. Nè. Con xúc xích mà không ăn vậy hả? Sao vậy? Ừ. Đây, ăn một miếng, ăn một miếng thôi. Nha, ăn một miếng cho khỏe nè. Trời ơi. Sao vậy hả? Con lạ chỗ hả? Nè. Ngon mà, xúc xích ngon mà. Ừ, ừ, xúc xích ngon mà. Sao con không ăn? Ừ. Đây, cho đây con lên đây con nằm. Nè. Để tí ba đi nấu cháo cho hai đứa ăn. Ha. Cho con ăn, ăn ra đây, ăn thử đi nè. Ừ, cho con ăn hả? Ừ. Trời ơi, thế thì lên đây nằm nghỉ đi. Này. Trời ơi, thế ông mấy anh ăn gần hết dĩa luôn này. Bao nhiêu là gần hết, luôn này. Nhưng mà con không ăn này, con thử đây. Ừ, đấy, thấy chưa? Hai đứa mà không đứa nào ăn hết. Đây xem nào. Đây. Xúc xích ngon mà. Trời ơi, thôi để ba cất cái này chọn luôn đi. Để ba nấu cháo cho ăn nha. Không ăn xúc xích rồi ba nấu cháo cho con ăn nha. Hả? Bon. Đây nào. Rồi đi nấu cháo cho hai bạn mèo ăn nha. Nha Bon. Chịu không? Ừ. Đây, hai bạn mèo thôi ra đây nằm nghỉ ngơi đi này. Đây, nằm ra đây. Ừ. Ừ. Đây. Em gấu này, em gấu chơi chung này, em chuối này. Ừ. Bon lên đây nằm chơi với em đi. Ừ. Con muốn đi đâu? Ừ. Ừ. Thôi lên đây nằm nghỉ đi, nằm nghỉ đi. Tí nữa ba nấu cháo cho hai đứa ăn nha. Ừ. Đây. Rồi. Đây, con lên đây. Rồi, con nằm ngủ đây với lại mấy em mèo nha. Mấy em mèo nằm ngủ luôn nha. Con sẽ lại nằm trong này. Ừ. Ừ, con nằm ra đây nào. Nằm ra đây cho ấm này. Đấy, nằm ngủ với anh Bon đi nha. Ừ, để ba tí ba chuẩn bị nấu cháo cho hai đứa ăn. Không ăn xúc xích thì ba nấu cháo cho anh nha. Ừ. Đây, con nằm nghỉ đi con. Ừ. Thấy anh no rồi nè. Em mèo cũng vậy nè. Em mèo không ăn được miếng nào hết. Con đang nghỉ đi. Ba đi nấu cháo ha. Nấu cháo cho mấy em mèo ăn. Nấu cháo cho Bon ăn nữa nhé. Nhớ Bon. Thôi ngủ đi.